Thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành đoàn thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng chung sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo với những cách làm hiệu quả. Với phương châm giám sát cơ sở, đội ngũ mặt trận được xem như cánh tay nối dài để các chính sách hỗ trợ đến gần hơn với các trường hợp khó khăn. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại quận Thanh Khê. Nhà ở xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, nhưng không có đủ điều kiện kinh tế để sửa chữa hoặc xây mới. Đây chính là một trong những vấn đề nan giải đối với các hộ nghèo. Nắm bắt nhu cầu đó, thông qua khảo sát, trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Thuận, quận Thanh Khê đã hỗ trợ số tiền hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đối với các hộ gia đình, đây là sự giúp đỡ kịp thời và thiết thực để họ yên tâm trước mùa mưa bão đang đến gần. Nhà nó xuống cấp rồi, tính mãi là mưa là được dột thái bên trường là chạy xuống luôn. Rồi còn sau bếp là có như là tốn lâu ngày đó, chứ tốn là còn mục, cho nên chưa gửi mật tốn thì bếp lại. Thôi mình nâng lên thôi. Còn đây là buổi lễ bàn giao sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình của chị Đỗ Thị Xí tại tổ 53 phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Gồm chung niềm vui như bao gia đình khó khăn khác khi nhận được số tiền hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng sự giúp đỡ của các hội đoàn thể. Dưới mái nhà kiên cố, chị Đỗ Thị Xí có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Nhờ Ủy ban Nhân dân phường Chính Gián rất là quan tâm, rất là hỗ trợ cho gia đình chúng tôi để có một mái ấm. Gia đình con tôi rất là trên đường học hành vững vàng và mái ấm được yên ổn trong mùa mưa. Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở cũng chú trọng hỗ trợ sinh kế để các hộ nghèo có điều kiện để sinh hoạt và phát triển kinh tế gia đình. Nhà em là có 5 chị em nhưng mà ba em mất rồi. Hiện tại em với mẹ, với bà ngoại, với lại anh là đang ở nhà trọ. Mới ra trường nên cũng chưa có phương tiện nào ổn định để di chuyển. Nhưng mà nhờ có mấy chú hỗ trợ nên là em đã có xe máy sinh kế để có thể di chuyển trong việc chạy thêm của mình. Ngay từ đầu năm chúng tôi cũng đã phát động vận động quỹ vì người nghèo. Đến nay toàn phường đã vận động được 480 triệu, trên chỉ tiêu quận giao là 320 triệu. Từ cái nguồn kinh phí đó thì ban vận động quỹ nghèo chúng tôi cũng cùng với ban giảm nghèo của phường đối thoại rà soát những cái đối tượng cần hỗ trợ giúp đỡ. Thì trong năm 2023 đến giờ phút này thì chúng tôi giúp được 2 nhà xây mới, 12 nhà sửa chữa và hỗ trợ các phương tiện sinh kế để các hộ có điều kiện thoát nghèo, làm ăn thoát nghèo. Để góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo với chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn quận Thanh Khê đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế, chủ động phối hợp triển khai, lồng ghép các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với chính sách an sinh xã hội. Thông qua nguồn quỹ vì người nghèo, mặt trận các cấp đã góp phần kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với nhiều trường hợp khó khăn.